Chào các con học sinh lớp 5, cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô hướng dẫn cho các con làm bài tập trong vở bài tập toán 5 tập 2. Bài 102, luyện tập về tính diện tích tiếp theo, trang 18, 19, 20. Cô giáo mời các con quan sát hình vẽ. Đây là một mảnh đất. Chúng ta thấy mảnh đất này có hình như là bậc thang. Đấy. Muốn tính diện tích của mảnh đất này thì chúng ta có thể chia cái mảnh đất đó theo chiều dọc. Đấy, theo chiều dọc. Hoặc là chúng ta chia theo chiều ngang. Đấy. Cô giáo sẽ hướng dẫn chúng ta tính diện tích mảnh đất. Chia theo chiều dọc. Cô giáo dùng thước kẻ chia mảnh đất theo chiều dọc. Đấy, chúng ta kẻ một đường. Tiếp cô giáo kẻ một đường nữa. Như vậy cô giáo đã chia mảnh đất này thành 3 hình chữ nhật. Cô giáo đánh số thứ tự, hình chữ nhật thứ nhất 1, hình 2 và hình 3. Lần lượt chúng ta sẽ tính diện tích của hình chữ nhật 1, rồi tính diện tích hình chữ nhật 2 và diện tích hình chữ nhật 3. Sau đó chúng ta cộng diện tích của 3 hình lại thì chúng ta sẽ tính được diện tích của mảnh đất này. Diện tích của mảnh đất thứ nhất đấy, là hình chữ nhật 1. Có chiều dài 16m và chiều rộng 5m, ta lấy 16 x 5. Tiếp tục chúng ta tính diện tích của mảnh đất 2. Diện tích của mảnh đất thứ 2 cũng là hình chữ nhật. Chúng ta thấy là chiều rộng bằng 6m, còn chiều dài đây. Đấy, còn chiều dài là đoạn này. Còn chiều dài là đoạn này, đây chính là đoạn này. Đấy. Mà chúng ta biết là đoạn này là 16m và đoạn này là 5m. Như vậy còn đoạn này chúng ta sẽ lấy 16 trừ 5 bằng 11m. Như vậy chúng ta sẽ tính được chiều dài của cái mảnh đất hình chữ nhật thứ hai là 11m mà chiều rộng là 6m, ta lấy 6 nhân 11. Tiếp tục chúng ta tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật thứ ba. Mảnh đất hình chữ nhật thứ ba thì chúng ta coi chiều này là chiều rộng và chiều này là chiều dài. Chiều dài bằng 7m, còn chiều rộng bằng bao nhiêu? Chiều rộng chúng ta thấy là đoạn này. Đấy, đoạn này là bằng 16 trừ 5 bằng 11, đoạn này bằng 11, tức là đoạn này bằng 11. Đấy, đoạn này bằng 11 mà đoạn này bằng 6m. Thì như vậy là chúng ta sẽ lấy 11 trừ đi 6, như vậy còn đoạn này bằng 5. Đấy, tức là đoạn này bằng 5. Như vậy là chiều rộng bằng 5m và chiều dài bằng 7m thì chúng ta sẽ lấy 7 x 5 bằng 35. Tính được diện tích của 3 mảnh đất này rồi, chúng ta sẽ cộng diện tích 3 mảnh đất này lại thì sẽ được diện tích của mảnh đất này. Đầu tiên chúng ta tính diện tích của mảnh đất thứ nhất. Chúng ta sẽ chia đã, phải không? Chúng ta lập luận là gì? Chia hình ban đầu thành các hình chữ nhật nhỏ 1, 2, 3. Chia hình ban đầu thành các hình chữ nhật nhỏ. Một, hai, ba. Đấy. Chúng ta tính diện tích của hình chữ nhật một. Diện tích hình chữ nhật một là
Chúng ta lấy 16 nhân 5. 16 nhân 5 bằng 80 mét vuông. Như vậy tính được diện tích của hình chữ nhật 1 là bằng 80 mét vuông. Tiếp tục chúng ta tính diện tích của hình chữ nhật 2. Đấy, như lúc nãy cô đã nói, diện tích của hình chữ nhật 2 có chiều rộng bằng 6 mét và chiều dài đây thì bằng 16 trừ 5 bằng 11 mét. Sau đó chúng ta lấy 11 nhân 6. Chiều dài hình chữ nhật 2 là 16 trừ 5 bằng 11 mét vuông. Tiếp tục tính diện tích hình chữ nhật 2 là 11 nhân 6 bằng 66 mét vuông. Tiếp tục chúng ta tính diện tích của hình chữ nhật 3. Hình chữ nhật 3 có chiều dài bằng 7 mét và chiều rộng. Đấy, chúng ta thấy là đoạn này. Đấy, đoạn này bằng đoạn này. Đấy, chiều dài của hình chữ nhật 2. Chiều dài của hình chữ nhật 2 là bằng 11 mét mà đoạn này bằng 6 mét thì chúng ta lấy 11 trừ 6 bằng 5. Sau đó chúng ta lấy 5 nhân với 7 bằng 35. Chiều dài hình chữ nhật 3 là 11 trừ 6 bằng 5 mét. Diện tích hình chữ nhật 3 là 7 x 5 bằng 35 mét vuông. Và cuối cùng chúng ta tính diện tích của mảnh đất. Diện tích mảnh đất là 80 mét vuông cộng với diện tích của mảnh thứ hai là 66 mét vuông và cộng với diện tích của mảnh thứ ba là 35 mét vuông. 80 cộng 66 cộng 35 bằng 181 mét vuông. Bài 2, tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình vẽ dưới đây biết. BM bằng 14 mét, CN bằng 17 mét, EF bằng 20 mét, AM bằng 12 mét, MN bằng 15 mét, ND bằng 30 mét. Cô giáo mời các con quan sát hình vẽ. Đây là mảnh đất. Đấy. Mảnh đất này nó gồm các hình tam giác này, hình thang này,
rồi hình tam giác này, hình tam giác. Đấy, như vậy là bốn hình ghép lại. Mà kích thước của mảnh đất như sau. BM bằng 14 mét. Đấy, đoạn BM bằng 14 mét. Cô giáo ghi tạm vào đây để chúng ta hình dung ra cho nó dễ này. CN bằng 17 mét. CN bằng 17 mét. EF bằng 20 mét. EP bằng 20 mét. AM bằng 12 mét. AM bằng 12 mét. Tiếp MN bằng 15 mét. MN bằng 15 mét. Và đoạn ND bằng 31 mét. ND, đấy, đoạn ND đây. Bằng 31 mét. Như vậy muốn tính được diện tích của mảnh đất này thì chúng ta sẽ tính được diện tích của mảnh đất hình tam giác ABM. Đấy. Biết độ dài đáy là 12 mét và chiều cao là 14 mét. Tiếp tục chúng ta tính diện tích của hình thang. Đấy, diện tích của hình thang BCNM. Đấy, đây là hình thang vuông. Đấy, đây là hình thang vuông, một cạnh bên là chính là đường cao luôn, phải không? Đường cao là 15 và cạnh gì? Đáy bé là 14, cạnh đáy lớn là 17. Đấy, chúng ta tính được diện tích hình thang này. Sau đó chúng ta tính được diện tích của hình tam giác vuông này. Đấy. Một cạnh là 17 mét và một cạnh là 31 mét. Tiếp tục chúng ta tính diện tích của hình tam giác ADE. Đấy. ADE thì có độ dài đáy là AD. Đấy. Độ dài đáy là AD thì gồm các đoạn AM cộng MN cộng ND bằng 12 cộng 15 cộng 31. Và chiều cao của hình tam giác này là EP bằng 20 mét. Đấy, chúng ta lấy độ dài đáy chúng ta nhân với chiều cao. Như vậy chúng ta tính được diện tích của bốn hình này, sau đó chúng ta tính cộng tính tổng của diện tích bốn hình này được thì chúng ta sẽ tính được ra diện tích của mảnh đất có kích thước như hình vẽ này. Trước tiên chúng ta tính diện tích của hình tam giác ABM. Đấy. ABM độ dài đáy nhân với chiều cao, tức ta lấy 12 nhân 14 rồi chia cho 2. Độ dài đáy nhân với chiều cao chúng ta lấy này. Diện tích hình tam giác ABM là 12 nhân với chiều cao là 14 rồi chia cho 2. 12 nhân 14 chia 2. Cô giáo được kết quả bằng 84 mét vuông. Đấy. Tiếp theo chúng ta tính diện tích của hình thang vuông BMNC. Đấy. Chúng ta lấy đáy lớn cộng đáy bé 17 cộng 14, phải không? Nhân với chiều cao 15 rồi chia cho 2. Diện tích hình thang MBCN là
chúng ta đọc thế nào cũng được, M, B, C, N hoặc là B, C, N, M. Đấy, hoặc chúng ta đọc ngược lại cũng được. Bằng mở ngoặc đáy lớn cộng đáy bé là 17 cộng 14 đóng ngoặc nhân với chiều cao là 15 rồi chia cho 2. 14 cộng 17 nhân 15 chia cho 2, cô giáo được kết quả bằng 232,5 mét vuông. Tiếp tục chúng ta tính diện tích của hình tam giác vuông. Hình tam giác vuông CND. Đấy. Chúng ta lấy độ dày đáy là 31 nhân với chiều cao là 17 rồi chia cho 2. Tiếp theo là gì? Diện tích hình tam giác CND là 17 nhân với 31 chia cho 2 bằng 263,5. Mét vuông. Đấy. Tiếp tục chúng ta tính diện tích của CND. Bây giờ chúng ta tính diện tích của hình tam giác ADE. Đấy. Diện tích của hình tam giác ADE thì chúng ta phải tính độ dài đáy đã, phải không? Độ dài đoạn AD bằng AM cộng MN cộng ND. Đấy, cộng với ND tức là bằng 12 cộng 15 cộng với 31. Độ dài đoạn AD là 12 cộng 15 cộng 31. Cô giáo được kết quả bằng 58 mét. Và cuối cùng là cô giáo tính diện tích của hình tam giác ADE bằng độ dài đáy cô giáo vừa tính được là 58 nhân với chiều cao là 20. 58 nhân với 20 rồi chia cho 2. Diện tích hình tam giác ADE là 58 nhân 20 chia cho 2 bằng 580. Mét vuông. Đấy. Và cuối cùng cô giáo lấy diện tích của hình tam giác cộng với hình thang, hình tam giác và hình tam giác nữa, phải không? Như vậy bốn hình này lại thì chúng ta sẽ được diện tích của cả cái hình này. Tức là chúng ta sẽ lấy diện tích hình tam giác ABM bằng 84 cộng diện tích hình thang
MBCN bằng 232,5 cộng với diện tích hình tam giác CND là 263,5 và cộng với diện tích hình tam giác ADE là 580. Đúng rồi. Đấy. Câu trả lời là diện tích của mảnh đất là cộng 232,5 cộng 263,5 cộng 580 và được kết quả bằng 1.160 m². Đáp số